yêu cầu báo cáo gấp sự cố sập cầu Phong Châu. Đường xá đi các tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện vô số điểm sạt lở, ngập úng vì mưa lũ. Cầu Phong Châu Bắc qua sông Hồng đổ sập. Sáng ngày 9 tháng 9, tin tức về sự cố sạt lở, ngập úng gây chia cắt đường xá xuất hiện tại nhiều tỉnh thành miền núi phía Bắc. Mưa lớn sau bão Iagi đang tiếp tục đe dọa tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt là người tham gia giao thông. Sự cố nghiêm trọng nhất tính đến thời điểm này là vụ sập cầu Phong Châu Bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo các nhân chứng, cầu bất ngờ sập khi phương tiện vẫn đang lưu thông. Hiện, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ báo cáo gấp về sự cố sập cầu Phong Châu. Cầu Phong Châu là một mắt xích của quốc lộ 32C nối Phú Thọ với Yên Bái. Lưu lượng giao thông thường tấp nập. Trên cao tốc Nội Bài, Lào Cai, đơn vị quản lý vận hành đã phải tạm thời đóng đường từ cao tốc xuống phố Lu do nước ngập từ đường tỉnh lộ 152. Công an và chính quyền địa phương đã cho đóng đường tỉnh lộ từ hai phía tại nhánh để ngăn xe không vào cao tốc. Theo cập nhật đến 9 giờ ngày 9 tháng 9, cao tốc Bắc Giang, Lạng Sơn và Hạ Long, Móng Cái vẫn thông suốt. Một số vị trí sạt lở, cây đổ đã được đơn vị quản lý cao tốc khắc phục. Trên các tuyến quốc lộ, mưa lũ đã gây sạt lở vách ta luy, chia cắt nhiều tuyến đường. Đến 7 giờ ngày 9 tháng 9, trên địa bàn Lào Cai có nhiều đoạn ngập úng tại quốc lộ 4E, ngập sâu trung bình 1 mét. Quốc lộ 4D và quốc lộ 279 ghi nhận tình trạng sạt lở ta luy dương và ta luy âm gây tắc đường. Các đơn vị của Sở Giao thông Vận tải Lào Cai đang triển khai phương tiện đảm bảo giao thông. Tại Tuyên Quang, mặt đường quốc lộ 2C, đoạn KM197 bị sói lở, nứt vỡ, mất đường, hư hỏng toàn bộ hệ thống hộ lan. Tại đường tỉnh 185, nước dâng cao tạo ra nhiều ngầm tràn, giao thông ách tắc. Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang đang phân luồng, xử lý tạm thời để đảm bảo giao thông. Sở Giao thông Vận tải Lai Châu cho biết trong đêm ngày 8 tháng 9 đến 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9, quốc lộ 4D qua địa bàn tỉnh bị sạt lở 2 điểm, trong đó có một điểm gần vị trí cổng vào khu du lịch cầu Kính Rồng Mây, huyện Tam Đường. Trong điều kiện thi công khó khăn, nguy cơ tiếp tục sạt lở, nhà thầu đang cố gắng thông đường vào 14 giờ hôm nay. Tại Cao Bằng, hai tuyến quốc lộ 34 và 4A, 5 tuyến đường tỉnh và 14 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, ngập úng, ách tắc nghiêm trọng. Trong sáng ngày 9 tháng 9, do nước sông Hồng khu vực Yên Bái lên cao, doanh nghiệp đường sắt đã hủy bỏ một đôi tàu sản phẩm 3/4. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết chính phủ đã chỉ đạo Ủy ban và các bộ ngành dồn tổng lực khắc phục hậu quả mưa bão, phòng ngừa thiệt hại trong thời gian tới. Hiện nay, có hai vấn đề cần quan tâm nhất là an toàn tính mạng cho hành khách trong quá trình lưu thông qua vùng mưa lũ và giảm thiểu thiệt hại của mưa lũ lên kết cấu hạ tầng giao thông. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khuyến cáo người dân đảm bảo các điều kiện kỹ thuật của phương tiện, cập nhật thông tin thời tiết, tình hình đường xá và để có lộ trình di chuyển phù hợp, quá trình lưu thông trên đường tuyệt đối chấp hành theo phân luồng, cảnh báo của cơ quan chức năng. Sau cơn bão số 3, giờ cao điểm sáng đầu tuần 9 tháng 9, nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ, người dân đi lại khó khăn. Mặc dù Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu trong vòng 24 giờ các cơ quan chức năng phải dọn dẹp xong, khắc phục tình trạng cây đổ tới hết ngày 8 tháng 9, tuy nhiên tại nhiều tuyến phố, cây đổ chưa được di dời. Các lực lượng công nhân môi trường làm việc liên tục nhưng vẫn làm không xuể. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Hai ngày sau khi cơn bão số 3 đổ bộ, công tác khắc phục vẫn đang được tích cực triển khai. Tuy nhiên vì số lượng cây trên địa bàn thủ đô bị đổ gãy quá lớn cho nên việc khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn. Nơi tôi đang đứng là phố Ô Quan Trưởng. Như các bạn có thể thấy là có một cây cổ thụ rất lớn đã bị bật gốc và đổ chắn ngang đường. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn chưa thể di rời được cái cây này đi. Cái này là phải phụ thuộc vào bên môi trường, như lại bên công ty cây xanh, người ta giải tỏa. Thế còn bên phường với lại bên bộ đội hôm qua người ta bảo, nói chung là người ta chỉ khắc phục cái này. Trên nhiều tuyến phố trung tâm, cây được chặt hạ thu gọn vào lề đường, vỉa hè nhưng vẫn chưa được thu gom và chuyển đi. Nhiều cây chắn ngang đường khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Từ trước và sau khi bão đổ bộ, những người công nhân này đã phải làm việc liên tục. Thời gian làm việc với khối lượng công việc quá lớn khiến hầu như ai cũng mệt mỏi, đuối sức. Nhưng vì việc chung, họ vẫn phải cố gắng. Quá nhiều luôn. Phải nói là quá nhiều luôn. Từ bắt đầu từ hôm trước hôm bão về, là đã cây cũng đã gãy rồi là lá cũng đã nhiều. Làm cả ngày hôm qua mà cả ngày cả đêm ấy. Cả ngày cả đêm hôm qua bốc mấy bao nhiêu ô tô rồi không đếm xuể. Nhiều lắm, mỗi ngày là cũng nhiều lắm, ngày là cũng 5-7 xe đây này. Rất là nhiều mà. Rất là mệt. Làm như nào nhưng mà vì công việc của tôi vẫn phải cố gắng.
Ngoài công tác khắc phục sự cố cây xanh, việc khơi thông dòng chảy trong nội đô cũng được chú trọng. Công nhân làm việc với thời gian gấp 3-4 lần so với bình thường. Dù trong 2 ngày qua, nhiều nơi thâu đêm để khắc phục hậu quả, các lực lượng làm việc liên tục, nhưng đến nay lượng cây cối và rác do bão gây ra vẫn còn rất nhiều. Vì thế việc này dự kiến sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Hà Nội là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng do bão số 3 khi ghi nhận 3 người chết, 10 người bị thương, nhiều tài sản hư hại. Đặc biệt, bão số 3 đã làm khoảng 17.000 cây xanh gãy đổ. Trước tình hình trên, chiều qua mùng 8 tháng 9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ra văn bản khắc phục hậu quả bão số 3, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung toàn bộ nhân lực, trang thiết bị để giải tỏa cây đổ nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trước mắt các lực lượng phải giải tỏa ngay cây gãy đổ trên các tuyến đường phố chính của thủ đô Hà Nội trước ngày 12 tháng 9. Sau đó sẽ tiếp tục thu dọn cây đổ, dựng lại cây, trồng thay thế và dọn vệ sinh thu hồi củi gỗ theo quy định. Đối với cây xanh cần bảo tồn, cây quý hiếm có giá trị bị nghiêng đổ, cần kiểm tra đánh giá và chống dựng, trồng lại ngay vào vị trí phù hợp trên địa bàn trước ngày 15 tháng 9. Bên cạnh đó, trồng lại các cây xanh có đường kính nhỏ dưới 25cm bị gãy đổ. Những cây đổ ra đường sau khi cắt tỉa phải di chuyển lên hè phố, giải phân cách, đảm bảo an toàn giao thông nếu chưa kịp trồng lại. Việc trồng lại các cây xanh xong trước ngày 20 tháng 9. Với những cây do quận, huyện, thị xã quản lý, việc trồng lại tại chỗ cây đổ hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Thưa quý vị, mưa lớn kinh hoàng đã xảy ra và đang tiếp tục ở vùng núi phía Bắc, nhất là các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Hà Giang. Lũ trên sông Thao, sông Lục Nam trên mức báo động 3. Nguy cơ cực kỳ cao xảy ra ngập úng sâu tại nơi trũng thấp và sạt lở đất tại khu vực này. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới, đêm qua và rạng sáng nay, mùng 9 tháng 9, mưa rất lớn tiếp tục bao phủ vùng núi Bắc Bộ, nhiều nơi trên 150mm, chỉ trong 8 giờ như An Phú, Minh Tiến, Yên Bái, Gia Phú, Lào Cai, Nấm Dẩn, Hà Giang, Yên Đổ, Thái Nguyên. Hôm nay và ngày mai, khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục có mưa rất to. Lượng mưa hôm nay từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Ngày mai từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Hoàng Long đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ tại trạm Bến Đế là 3,81m. Lũ hạ lưu sông Mã đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ tại Lý Nhân là 9,69m. Mực nước sông Thao, Yên Bái, sông Cầu Bắc Ninh, sông Lục Nam, sông Thương của Bắc Giang đang lên. Cảnh báo từ nay đến 11 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa.